chị Maria Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1984, tại giáo xứ Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chị là một người con thứ ba trong một gia đình nông dân đạo đức, gồm có 9 anh chị em, 2 trai và 7 gái. Song thân của chị Maria là ông Giuse Nguyễn Văn Hóa và bà Marta Nguyễn Thị Thành. Cùng chung chia với bối cảnh của quê hương, từ nhỏ, chị Maria đã trải qua cảnh khó khăn của những gia đình nông dân đông con. Dẫu vậy, chị luôn chăm ngoan, giúp đỡ cha mẹ và nỗ lực vượt khó học hành. Nhờ vào truyền thống đức tin của giáo xứ, cũng như đời sống đạo hạnh mẫu mực của cha mẹ, chị Maria đã nuôi dưỡng ước mơ dâng hiến cho Chúa từ nhỏ và dấn thân tìm hiểu nếp sống của người nữ tu mến Thánh Giá Vinh ngay từ lúc tuổi 11 tại Cộng đoàn mến Thánh Giá Hướng Phương. Vào giữa năm 2006, người cha thân yêu của chị đã đột ngột qua đời ở tuổi 49, để lại mẹ góa và một đoàn con côi. Trong lúc tăm tối nhất của cuộc đời, chị vẫn luôn tin tưởng vào sự quan phòng kín nhiệm của Thiên Chúa, để rồi mặc cho hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn, chị vẫn tiếp tục can trường bước đi trong ơn gọi đời dâng hiến. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, chị đã gia nhập nhà thử vào ngày 1 tháng 12 năm 2006 tại nhà mẹ xã Đoài và tiến lên nhà tập vào ngày 20 tháng 11 năm 2008. Ngày 21 tháng 11 năm 2009, chị Maria đã lãnh nhận hồng ân tiên khấn. Và sau đó, chị được hồi dòng gửi đi học thần học ở Sài Gòn từ năm 2011 đến năm 2014. Ngày 28 tháng 8 năm 2015, chị Maria đã lãnh nhận hồng ân vinh khấn trong hội dòng mến Thánh Giá Vinh. Năm 2015 đến năm 2019, chị phục vụ tại văn phòng tòa giám mục xã Đoài. Trong lúc đang hăng say dấn thân cho sứ vụ tại đây, chị phát hiện mình mang căn bệnh ung thư tủy. Từ đó, chị được chuyển về Cộng đoàn Hướng Phương và tiến hành liệu trình điều trị. Dẫu cho căn bệnh đã hủy hoại dần sức khỏe thể lý của chị, nhưng chị Maria vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, can đảm đón nhận và phó thác cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa. Sau 6 năm trong thánh giá bệnh tật, chị Maria đã được Chúa gọi về vào lúc 18 giờ 20 phút thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2024, hưởng dương 40 tuổi và 15 năm khấn dòng. Dấu sự ra đi của chị để lại cho gia đình hồi dòng và thân quyến bao nỗi tiếc nuối nhớ thương. Nhưng chúng ta được mời gọi cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa và chúc mừng chị em của chúng ta đã hoàn tất cuộc đời nơi trần thế này để bước vào một cuộc sống mới với đấng phục sinh. Tuy nhiên, là con người bất toàn, chị Maria không thể tránh khỏi những yếu đuối lỗi lầm. Vì thế, giờ đây, xin cộng đoàn sốn sắng hiệp ý trong thánh lễ này, xin Thiên Chúa thanh tẩy những lỗi lầm,
để chị được sớm an yên vui hưởng sự sống trên quê trời.